Nắng nóng như này, việc gì đâu hả em ơi. Click xem đêm ngày, bao chuyện hương vị của Game Show. Bạn đang cần giải trí, okay. Không màu mè hoàng mỹ. Game Show TV mang tới phong cách hài hước rất thú vị. Chuyện kể từ nhà ra ngõ, chuyện bé cho tới chuyện nhỏ. Dù kể cả chuyện mấy anh thì liên tục nhau trên gió. Xem xong nhấn like, nhấn subscribe, Thôi, mình đứng đây thôi, taxi sắp đến rồi. Em yên tâm, hôm nay trời bão, hôm nay trời bão to đấy, sấm chớp đùng đùng đấy. Vào hang chuồn đi còn gì nữa. Này anh ơi, cái thằng kia nó lại bảo trời sắp mưa. Ôi dồi ôi, em không cần phải tin cái lời thằng dở hơi đấy làm gì cả. Anh đảm bảo nếu hôm nay là trời nắng, hiểu chưa? Ô, anh tìm cái gì vậy? Chờ anh tí. Anh tìm cái ông hôm trước mà đi qua đây dự báo thời tiết ý. Cái ông thầy thời tiết ý. Ôi, cái thằng điên đấy. Ê, cái thằng điên này anh tìm làm gì? Ôi dồi ôi, không được báng bổ. Đấy là anh đã tìm hiểu rồi. Ông đấy là ông thuộc cái bộ tộc là bộ tộc Cà To. Cà To. Nhá. Bộ tộc này là được tiến hóa lên là từ loài ruồi. Cho nên là có một cái khả năng ngoại cảm vô cùng đặc biệt hơn hẳn con người. Thầy ạ, thầy dự báo thời tiết ạ. Thầy ơi, thầy cho con hỏi là thời tiết ngày hôm nay thế nào ạ? Không biết đâu. Thầy cứ vui tính. Thầy không biết thì còn ai biết vào đây nữa. Tôi đã bảo không biết mà. Sao lại không biết? Thì hỏng cụ nó đai rồi, có nghe được thời tiết đâu. Bực cả mình rồi. Chuyển nhạc đi, không nghe nhạc này đâu. Nhưng mà nhạc này người miền xuôi người ta hay nghe lắm ạ. Nhưng mà nghe nhạc này không lên được. Có chuyển nhạc không? Cảm ơn người này. Xa ta nên chung quy ta giận đàn gà trong thói đời cười ra nước mắt. Này ông bày gà đây làm gì ấy? Tao bán đấy. Bán gà. Ông bán bao tiền một con? 3 triệu một con. 2 con 6 triệu cho lồng luôn. Cái gì? 6 triệu? 3 triệu một con? Gà nhông rất vàng đến kim cương à? Gà ta bình thường thôi. Anh thấy là nó bán 3 triệu một con, 6 triệu một đôi, một cả lồng là rẻ đấy. Cái gì? Anh cũng ấm đầu à? Không, cái điều đặc biệt nó không phải là con gà, mà là cái đĩa nằm trong lồng này. Thấy chưa? Làm sao? Em thấy nó cũng bình thường mà. Cái đĩa này nó là đĩa cổ, để lại từ thời Hoàn Châu cái cách cơ. À, nó không biết. Đĩa. Này, gì? 5 triệu bán đâu? Không bán đâu. 5 triệu rưỡi. Sao mày cứ mặc cả thế? Mày là người thành phố mà. Hay là mày không có tiền mày đổi con này đi. Ê, 7 triệu bán không? Cứ mặc cả, bảo 6 triệu bán mày. Thôi rồi,
6 triệu, chơi luôn. Trả lồng đi nhá. Cho lồng. Đủ chưa? Đủ rồi. Ê, làm gì đấy? Tao lấy lại cái đĩa của tao. Ông lấy đĩa về thì tôi lấy cái gì cho gán? Thì đây, mày cho gán bằng đĩa này, tao chuẩn bị rồi. Đây là đĩa cổ, phải có cái đĩa này tao mới mồi để bán được gà đấy. Với cả phải có cái đĩa này tao mới mua được đất Hà Nội đấy. Chứ đóng kem trôi như mày còn lâu mới mua được đất Hà Nội. Tao về đây. Tôi nhìn thấy hát bao giờ à? Ờ, anh hả? Thằng bắn gà à? Cái tên bắn gà lần trước lừa mình để anh cho nó một trận. Anh hả? Bình tĩnh, bây giờ anh em nghĩ là nó có rất nhiều của quý, mình phải làm sao để lấy được một của quý của nó thì mình sẽ thắng, đúng không? Em có cách nào không? Nhận ai không? À, nhận đây rồi. Đồ nhà quê. Nhà quê cái gì? Lần trước cũng lừa tôi đi nhá. Ai lừa cái gì? Thế hôm nay ngồi đây làm gì? Cho bán hàng đấy. Bán hàng á? Ồ. Bán điện thoại à? Bỏ ra. Điện thoại của người ta. Bán ốp điện thoại này. 250 một cái, có mua thì mua. Khinh nhỉ, có cả iPhone dùng. Ốp này 250 á? Ồ. Thằng này bị lừa một lần rồi nhá, không bị lừa thêm lần nữa đâu. 25.000 bán thì bán thôi. Không bán. Anh ơi, em nghĩ là... Này, cái gì? Cái gương bao tiền? Không bán đâu. Bán đi. Không. Phải có cái gương này tao mới bán được ốp điện thoại. Với cả phải có cái gương này tao mới mua được ô tô ấy. Wow. Cái gương này là gương quý. Này, bây giờ này nhá, 5 triệu cả gương cả ốp, thôi không? Không. 10 triệu? Không. 15 triệu? Không. Thôi bây giờ này nhá, chốt giá luôn, 20 triệu cả gương cả ốp. Nào, nhanh gọn. Cái gì? 20 triệu cả gương cả ốp bán không? Được. Nhưng mà thỉnh thoảng mày phải cho tao mượn lại 1-2 hôm để tao làm ăn đấy nhá. Được rồi, yên tâm. Hứa đi, hứa. Thôi hứa. Hứa ngắc tay. Được, đây, đây, đây. Này, ốp rượu. Tiền đâu? Này. 20 triệu. Đủ rồi. Đường quý. Được chưa? Ốp đâu? Đấy nhá. Chưa? Hài lòng chưa? Rồi. Hình cao của cho mượn làm ăn đấy nhá. Thôi. Rồi. Em ơi. Dạ. Đồ đây vừa rẻ mà lại vừa chất lượng nữa cơ. Anh hả? Sao cái ốp kia giống như hệt cái ốp của mình nhỉ? Đâu? Đây kia. Ừ nhỉ? Vô lý. Tại sao ở trong Nhật Cường mà lại bán ốp của thằng bán gà thế nào? Anh hỏi xem. Em ơi, anh nhờ gì? Dạ, em có thể giúp được gì cho anh chị không ạ? Ờ, cho anh hỏi nhé. Cái ốp kia là bao nhiêu tiền? À, cái ốp đấy ở bên em bán là 250.000 anh ạ. 250.000 á? Dạ. Thế là cái thằng bắn gà này nó là thật thà đấy anh ạ. Ừ. Chắc là tại đợt trước mình không hỏi kỹ, thế đây là nó mới không bán cho mình cái đĩa cổ. Ừ. Anh thấy thằng này nó thật thà thật đấy. Ờ, lần này nó nói đúng giá, thế nhưng mà không sao, mình đã lừa lại của nó cái gương quý này, coi như là bù lại vụ lần trước. anh chị lấy cái gương này ở đâu ra đấy ạ? Ê, hỏi làm gì? Gương quý ở đây. À không, chả là cái gương này là ngày xưa của bên em mà. Gì? Vâng, đây anh cho anh mượn. Đây. Cái gương này là bọn em để trưng bày sản phẩm. Chị cho em mượn nốt cái điện thoại. Đây, trưng bày như này. Wow. Đấy, nhưng mà bây giờ bên em dùng toàn bộ tủ kính rồi, nên là nó là như này. Đó. Còn cái gương này bọn em vứt đầy ngoài sụp ra. Bao nhiêu cái đấy. Mà anh lấy về làm gì? Trời ơi, lại bị lừa rồi. Đồ nhà quê. Đương nhiên rồi, cái vị trí của Arsenal ấy, lúc nào cũng phải là đầu bảng.
Trông... Hả? Thằng mà nốt. À, cái thằng này hôm nay mày tự dẫn xác mày lên đây à? Thằng này! Ấu! Mày có điện ai đấy không? Đủ nhỏ quỷ! Mày có biết mày lừa tao mấy lần rồi không? Nói! 2 lần! Thế còn mấy tờ chưa phát thì sao? 5 lần! Bây giờ mày đã có 5 lần tiền cái này. Tiêu hết rồi! Mua ô tô rồi đây này! Mày lừa tao 5 lần mà mày có tiền mày mua ô tô rồi á? Ừ! Thế mày bây giờ tao đánh mày không? Hả? À, có giả không? Mày đánh tao à? Ờ! Mày đánh tao đi! Này! Đánh đi để tao còn bôi thuốc! Đánh đi! Làm nhục nó! Mày nghĩ bây giờ tao đánh mày mà lại còn để cho mày về mày bôi thuốc được á? Tao đánh mày chết luôn đấy! Đánh chết bôi thuốc sống dậy luôn! Cái gì? Mày bôi thuốc gì mà chết rồi mà mày vẫn còn sống lại được? Thuốc của bộ tộc tao! Thuốc bí truyền! Thuốc gì? Thuốc cho bóp bộ tộc cá to, không lo bị đánh! Này! Cái thuốc này nó có công dụng đấy thật không? Thật mì! Ngày xưa nhá! Ở trên bản tao, ông già bản bị đi chơi bị ngã từ trên núi xuống, vật mồm vào đá tưởng chết. Thế là bôi cái thuốc này vào phát sống dậy, khỏe gấp đôi, thông minh gấp đôi, đi lừa người ai cũng tin. Thật mày, ngày xưa nhá, tao đi chơi bị con chó bị móm, con chó móm nó cắn phát vào tay tao, tím chân. Tao bôi phát vào chân khỏi luôn, thông minh gấp đôi, đi lừa mày được 5 lần mày tin. Mày bán cái này bao tiền? Không, không bán đâu. Cái này tao quý thì tao cho thôi. Cái này không mất tiền mày. Có đúng là không mất tiền không? Không mất tiền. Thế mày có quý tao không? Không quý nhưng mà thôi, tao lừa mày nhiều rồi thì tao cho mày. Mày cho tao thật nhá. Ừ. Không mất tiền nhá. Không mất tiền, mày có muốn bôi thử không? Bôi thử bây giờ luôn á. À, nhưng mà muốn bôi thử thì phải bị đau cơ. Hay là để tao đấm thử mày xong rồi tao bôi cho. Này, mày có lừa tao không đấy? Không lừa, tao bảo cho không mày. Không mất tiền. Không mất tiền đâu. Nha. Ờ. Đau lắm mày, đau lắm. Đau lắm mày. Con này còn đấm chồng mày đi để bôi. Mày. Ai thôi. Đánh để mô thôi mà làm gì vẫn như thật thế này. Dùng cái gì? Đây là nước lèo để người ta ăn phở. Chứ không phải cho bóp gì đâu. Đói thế một cái gì? Đoàn. Nó lại lừa mình à? Đồ nhỏ quê. Chưa đến giờ khám à? Xếp hàng đi. À, thằng bán gà, mày ở đây làm gì đấy? Tao đi khám đấy. Mày cũng đi khám à? Này, mày nhường chỗ cho tao được không? Tao đâu cũng không cho tao khám trước đi. Không nhường chỗ được đâu, phải có phiếu xếp hàng cơ. Mày là số bao nhiêu? Số 3. Bây giờ là xếp hàng số bao nhiêu rồi? Số 81 rồi. Chứ thì tao chờ đến Tết à? Thế mày... Mày bán cho tao đi được không? Không. Mày phải có kỷ luật chứ. Mày đến bệnh viện mày phải xếp hàng chứ. 1 triệu. 2 triệu. Triệu rưỡi. Không chỉ tôi đấy. Thôi, 2 triệu. Đây, đủ 2 triệu chưa? Nhanh lên. Đủ rồi. Xếp hàng đi nhá. Là ngày rằm tao đi cúng thần ruồi. Cái loại lừa đảo như mày mà cũng biết cúng bái á. Thì thần lừa đảo mà. Thần ruồi là tổ nghề lừa đảo của bộ tộc tao. Cũng là tổ nghề lừa đảo nữa. Thì sao? Mày, trước khi ông tổ nghề của mày nhìn trông như nào? Mày hỏi làm gì? Thì tao muốn biết, tao hỏi được không? Tao đổ bao nhiêu tiền vào mày rồi bây giờ mày tiếc tao một tí thông tin à? Thần ruồi chết lâu rồi. Nhưng mà tao nghe người ta kể thì thần ruồi có ria con kiến, đội mũ cánh chuồn, mặc áo của bộ tộc Tào. Bây giờ chỉ còn tượng thờ ở miếu thôi.
với cả thần ruồi trông đẹp trai gần bằng tao. Dạy. Thôi, bây giờ tao hỏi mày thế thôi, hỏi thăm thế thôi nhá. Bây giờ mày đi ra đấy không miếu người ta đóng cửa là không cúng được đâu. Bây giờ mình đi cúng là phải đúng giờ, phải thành tâm nhá. Mày có hỏi thêm gì không? Không 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 phải hỏi gì cả nhá. Đi khẩn trương lên nhá. Đi cúng đây. Ờ. Thần ruồi, thần lừa đảo. Con cúi lại thần ruồi ạ. Con cúi lại thần ruồi ạ. Con cúi lại thần ruồi ạ. Con kính dâng lên thần ruồi ạ. Một ít lễ cũng là gói bánh, một tuần nhang gọi là hương khói. Thần ruồi nếm hết các thần ruồi chơi, phù hộ cho chúng con làm ăn luôn là phát tài. Con cúi lại thần ruồi ạ. Con cúi lại thần ruồi ạ. Thằng nào ngã đây? Bố mày đây. Bố mày thằng nào? Thần ruồi hiển linh đây. Ui, dạ con cúi lại thần ruồi ạ. Dạ con cúi lại thần ruồi ạ. Thần hiển linh ạ, con lạy thần ạ. À ruồi. Dạ con đây ạ. Năm vừa qua ngươi làm ăn được. Dạ. Đi lừa đảo tứ phương chỗ nào cũng trúng. Dạ. Vậy mà ngươi dâng lễ có thế này thôi à? Dạ thì con phải dâng thế nào ạ? Ngươi có biết là những kẻ đến trước ngươi. Dạ. Đứa nào mà làm ăn được một chút. Dạ. Thì dâng cho ta tiền mặt. Còn kẻ nào mà trúng quả lớn ấy thì dâng nguyên cho ta một con SH. Dạ, con lại thần ạ. Động não lên con. Động... À, con hiểu rồi ạ, dạ. Dạ, con dâng lên thần ạ. Ừ. Dạ, con lại thần ạ. Thần phù hộ độ trì cho con ạ, con lại thần ạ. Rồi, ngươi cứ về đi nhá. Dạ. Yên tâm, ta sẽ phù hộ độ trì. Dạ. Con lại thần con cáo lui ạ. Thằng bán gà, đồ nhà quê. Cuối cùng tao đã lừa lại được cho mày rồi. Tao biết kiểu gì mày cũng lừa tao mà. Có 1 triệu mà lấy được cả con SH. Đúng một cái đồ nhà quê. Em cẩn thận cái thằng này nhá. Thằng này nó là thằng lừa đảo. Nó nói gì em đừng tin, em đừng giao dịch gì với nó cả nhá. Thôi bây giờ em đi. Em cứ đi ra chỗ khác đi, cả thế giới để em lo nhá. Thằng bắn gà, đồ nhà quê. Mày bảo ai nhà quê? Mày nhà quê. Bây giờ mày lừa tao bao nhiêu lần rồi hả? Bây giờ mày lại còn định đòi lừa thêm cả cái cô gái yếu ớt mỏng manh xinh xắn như thế đó à? Nhìn nó như thế mà mày bảo nó xinh à? Đồ nhà quê. Kệ tao, cái khu của tao thích thế thì làm sao? Cái mày ở đây làm gì? Hả? Mày này định lừa người khác nữa đúng không? Tao không đi lừa nữa rồi. Thế mày không đi lừa thì mày làm gì? Tao làm cho Viettel. Cái mặt mày mà cũng làm cho Viettel á? Ờ. Mày làm cái gì cho Viettel? Tao bán thẻ điện thoại cho Viettel. Thẻ điện thoại thì có bao nhiêu bọn mày có thể bán được? Cứ gì cứ phải là riêng Viettel. Vì tao thích Viettel. Có đúng là mày bán thẻ điện thoại cho Viettel không? Thật mày. Thẻ đâu? Thẻ đây. Tất cả chỗ này là bao nhiêu tiền? Từ sáng đến giờ nhập chưa bán được cái nào. 5 triệu tròn. 5 triệu chỗ này gì? Đúng. Tao mua mày có bán không? Mày mua thật không? Mua thật. Bán. Được. Đưa đây. Đủ rồi gì? Hôm nay tao không mang tiền mặt. Tao mà mang tiền mặt đi mày lừa tao ngay đúng không? Tốt nhất là bây giờ ấy, tao để lại cho mày cái điện thoại này, rồi tao đi rút, rồi lát nữa tao về đây tao chuộc lại điện thoại, được không? Mày định lừa tao đúng không? Tao lừa mày làm cái gì? Tao có phải là mày đâu. Thôi có lấy không nào? Không thôi này. Có, bán. Thế cầm lấy. Đi nhanh lên đấy. Rồi, ok. Ơ, xe của tao. Xe của tao. Thế, đừng lấy chờ tao nha. Sao rồi? Nó để lại điện thoại. Ôi dồi ôi, ngu thế này là ngu. Điện thoại này là điện thoại tàu. Ở chợ sinh viên kia kìa, nó bán có 2 triệu thôi. Mày là đồ ngu. Mày
Mày là vợ tao 3 năm rồi mà mày coi thường tao. Cái điện thoại này kể cả là 500 nghìn cũng được. Bởi vì cái đống thẻ tao đưa cho nó là đống thẻ cao rồi. Tao phun sơn lên, nó bị lừa rồi. Mày biết không, mọi người thường gọi nó là đồ nhà quê. Bây giờ cầm đấy, tán xong rồi vợ chồng mình đi xem phim. Cắt. 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 Cắt.